Kính thưa quý vị, tiếp theo phần tin buổi tối hôm nay là bản tin cuối ngày của ký giả Nguyễn Văn Khanh. Triệu Quy và Kim Nhung xin được chào anh Khanh, thưa anh. Dạ vâng, và từ Washington một lần nữa, tôi là Nguyễn Văn Khanh cũng xin được gửi lời chào hai bạn Kim Nhung và Triệu Quyên. Và không quên gửi lời chào đến quý vị khán thính giả của SBTN. Câu chuyện mà tôi nói sắp sự kể đây là câu chuyện mà mọi người đều đã biết. Thứ Bảy vừa rồi thì là đội tuyển Hoa Kỳ chia tay với World Cup. Ngày hôm nay thì chúng ta đầu tiên là đội tuyển Nhật Bản và kế đó là đội tuyển Nam Hàn cũng giã từ Qatar để về nước. Thưa với hai chị và thưa cùng với là quý vị khán thính giả, như vậy là cái ước mộng của chúng ta đã không thành. Nhưng mà nếu bảo rằng là chúng ta đã thất bại thì câu trả lời của tôi là không. Lý do là bởi vì ngay từ những ngày đầu khi mà ở vòng bảng, nhiều người không nghĩ là chúng ta có thể nhìn thấy ba đội mà chúng ta đều mong muốn là Hoa Kỳ là một, Nhật Bản là hai và Nam Hàn là ba đều vào đến vòng 16. Và nếu mà vào đến vòng 16 rồi thì là như vậy đã là chúng ta đạt được cái ước mơ. Cái ước mơ để đi vào đến tứ kết, bán kết hoặc là chung kết thì là cái ước mơ xa vời. Thành ra tôi nghĩ rằng là nếu bảo là chúng ta đã thành công thì tôi không dám nói. Nhưng mà rõ ràng là chúng ta không phải là thất bại. Đó là cái câu chuyện điểm thứ nhất. Cái điểm thứ nhì là tôi nhìn cả ba đội tuyển và tôi đặt cái niềm tin, đặt cái hy vọng vào năm 2026 khi mà giải vô địch bóng tròn thế giới lần kế tiếp sẽ diễn ra tại Hoa Kỳ, tại Mexico và tại Canada. Nếu mà trong cái trường hợp đó thì riêng với trường hợp Hoa Kỳ là tôi để ý thấy và tôi hy vọng rất là nhiều. Lý do là tại sao? Nếu mà chúng ta nhìn lại cái đội tuyển năm nay, người ta bảo đây là một đội tuyển không có kinh nghiệm, họ chỉ sống và cái tình đồng đội. Và cái ở lứa tuổi 25 thì họ là quá trẻ. Sang năm, lần tới thì đúng hơn. Lúc đó là họ khá 28, 29 tuổi. Đó là cái tuổi mà người ta gọi là Golden Age, là cái tuổi vàng của những của những cầu thủ nhà nghề, của làng banh của thế giới. Và nếu mà như vậy thì tôi nghĩ rằng là lúc đó là đội tuyển Hoa Kỳ chắc chắn là sẽ đấu ở được, may mắn được đấu ở sân nhà là điểm thứ nhất. Và điểm thứ nhì là ở cái tuổi tuyệt vời như vậy thì chắc chắn là chúng ta sẽ đi xa hơn. Đó cũng là cái trường hợp của đội tuyển Nhật Bản và đội tuyển Hàn Quốc. Và thưa cùng với hai chị và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, lần tới đừng quên rằng là có lần này có 32 đội tuyển nhưng mà lần tới sẽ có tới 48 đội tuyển. Và như vậy là châu Á là thay vì là có 5 đội thì chúng ta sẽ có tới 9 đội tuyển. Biết đâu chừng có đội tuyển Việt Nam, cái điểm đó cũng là một điểm. Nếu mà điều đó xảy ra, tôi cũng hoàn toàn không ngạc nhiên. Và đó là những gì tôi muốn xin thưa cùng với hai chị Kim Nhung và Diệu Quyên, cùng với là quý vị khán thính giả của SBTN để mở đầu cho buổi tường trình tối ngày hôm nay. Và bây giờ một lần nữa xin được trở lại California với hai chị bạn của chúng tôi. Dạ vâng, xin được cảm ơn anh Khanh. Chúng ta tạm quên chuyện World Cup đá banh và bước qua vấn đề chính trị. Thưa anh Khanh, vào hôm thứ Bảy vừa qua thì cựu Tổng thống Donald Trump đã lên tiếng kêu gọi xé bỏ bản hiến pháp nhằm lật ngược kết quả của bầu cử năm 2020 và đưa ông trở lại Tòa Bạch Ốc, thay thế cho ông Joseph Biden trong vai trò lãnh đạo quốc gia. Ý kiến hủy bỏ bản hiến pháp đã được ông Trump nêu ra có liên quan tới trang mạng xã hội Twitter ngăn cản không cho phổ biến bản tin của tờ New York Post viết về những chi tiết mà tờ báo thu thập được, cho hay trong chiếc laptop của con trai ông Biden có chứa đựng những tài liệu có thể dùng để làm chứng cớ cho thấy anh Hunter Biden đã lợi dụng chức vụ của cha mình để kiếm được những khoản tiền khổng lồ. Và theo lời của ông Trump thì chuyện Twitter không cho phổ biến bản tin của tờ New York Post là một bằng chứng xác nhận có hẳn là một âm mưu giấu giếm sự thật, gian lận bầu cử nhằm triệt hạ ông. Dựa vào lý do đó thì ông cho rằng phải xé bỏ hiến pháp, phải công nhận ông là người chiến thắng cho cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Vậy thì anh Khanh nghĩ sao về lời phát biểu của ông cựu tổng thống Donald Trump, thưa anh Khanh? Tôi phải thưa thật với chị Diệu Quyên một điều là như thế này, tôi không ngạc nhiên khi mà thấy ông Donald Trump ông nói là mình phải xé bỏ cái bản hiến pháp. Lý do là bởi vì cho đến giờ phút này thì ông Donald Trump ông vẫn đang tiếp tục lên tiếng để trình bày cho mọi người biết rằng là ông là nạn nhân và cái cuộc bầu cử đó là cuộc bầu cử gian lận. Cái cuộc bầu cử đó được âm mưu bởi người này, bởi người khác, tức là họ toan hợp với nhau để mà triệt hạ ông, như là chị Diệu Quyên mới trình bày. Và kết quả là đây không phải lần đầu tiên ông Trump nói rằng là ông là người đắc cử. Ông Trump đã ít nhất là hai lần ông bảo rằng là ông phải trở lại Tòa Bạch Ốc và ông trách nhiệm của ông là ông phải tiếp tục lãnh đạo quốc gia, đẩy ông Biden đi một chỗ khác. Thưa với hai chị và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả,
Tôi hoàn toàn không ngạc nhiên. Tôi biết là chị Diệp Quyên sẽ hỏi là tại sao không ngạc nhiên. Tôi không ngạc nhiên là bởi vì ít nhất là tôi có hai hoặc là ba cái lý do. Cái lý do thứ nhất là ông Trump là con người là như vậy. Tôi có những người bạn mà họ đã từng làm việc với ông Trump và họ đã nói và họ bảo rằng là chưa có thấy một người nào mà có cái ego mạnh đến như ông Trump, mạnh đến mức độ mà ông không tin những cái điều gì. Ông nếu mà ông thất bại thì cái đó là người ta gian lận. Ông mà đắc thắng thì cái chuyện đó là cái chuyện rất là bình thường, kể cả cái chuyện bầu cử. Và cái điểm thứ nhì nữa là thưa hai chị và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, ông tôi đã để ý thấy là sau khi kết quả của bầu cử được công bố và sau đó là được công nhận, được cử tri đoàn xác nhận, quốc hội đã bỏ phiếu vân 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 vân, ông Trump vẫn tiếp tục kêu gọi người ta và tiếp tục cho người ta biết rằng là ông là nạn nhân và những người ủng hộ ông đều là những nạn nhân. Bởi vì sao? Lá phiếu đã không được tôn trọng. Nhưng mà ông không có đưa ra được cái bằng chứng nào cả. Đó là cái điểm thứ nhì. Và cái điểm thứ ba nữa, thưa với hai chị và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả. Tôi nói thì trước hết là tôi phải nhắc lại là tôi là người ủng hộ ông Trump và đi với ông Trump cho đến khi có kết quả tố cáo pháp Việt. Thì tôi thấy rõ ràng ngay giờ này thì tôi có thể sau đó thì tôi biết được ông Trump không phải là người tôn trọng luật pháp, mà ông không tôn trọng luật pháp thì ông cũng vẫn coi thường cái hiến pháp. Đó là cái chuyện rất là bình thường. Thành ra là bởi vậy, trả lời câu hỏi chị Diệu Quyên, anh nghĩ gì thì câu trả lời của tôi, vì đó là Trump, tôi không có thắc mắc từ với chị Dạ vâng, cảm ơn Khanh. Vì đó là Trump. Thưa quý vị, như vậy thì thưa anh, các chính trị gia ở trong Đảng Cộng Hòa cũng như là xin trừ cũng đã có lên tiếng nói gì về chuyện này hay không? Thưa với anh. À, câu trả lời của tôi là có. Trước hết là phía bên đảng Dân Chủ thì vẫn đưa ra những cái lời lẽ ở phía bên tòa về ông nói ông thì ông Trump thì tính tình ông như thế, và thành ra là những cái và họ lên tiếng họ chỉ trích ông Trump. Họ nói rằng là nếu mà anh không tôn trọng cái hiến pháp coi như là nếu mà chúng ta xây một căn nhà thì rõ ràng hiến pháp là những cái cột nhà vững chắc để cho cái căn nhà mà chúng ta nó thành ra là bởi như thế. Nếu anh không tôn trọng thế như vậy thì anh phải hiểu một cái điều là nên nhớ là như tôi còn nhớ là phía bên đảng Dân Chủ, tức là phía bên tòa ông nói một câu rằng là không phải là bởi vì anh chỉ có khi nào anh đắc cử thì mới yêu hiến pháp, còn anh thất cử thì anh đổ tội cả cho hiến pháp và anh đòi xét bỏ hiến pháp. Cái điều đó là cái điều vô lý. Đó là phía bên Dân Chủ. Phía bên Cộng Hòa cũng đã lên tiếng, và tôi thưa với hai chị và thưa cũng phải là quý vị khán thính giả, cho đến giờ phút này thì những người nhân vật Cộng Hòa thì đều lên tiếng. Họ lên tiếng nhưng mà họ không lên tiếng chỉ trích ông Donald Trump. Tôi hiểu lý do tại sao. Đảng Cộng Hòa của tôi của mà tôi tham gia thì chúng tôi đều biết rằng là bây giờ hiện tại bây giờ nó đang chia ra 5 7 nhánh khác nhau. Và bây giờ nếu mà chỉ để chọc giận ông Donald Trump không thôi thì là có thể những người của ông Donald Trump và ông Donald Trump họ sẽ là một cái đảng khác, họ tách rời ra khỏi đảng, và như vậy đó là cái bất lợi. Chúng tôi đang cố gắng bằng mọi cách dàn xếp để mà xây dựng lại cái đảng Cộng Hòa mà chúng tôi đã từng biết đến ở thập niên 80 dưới quyền của cựu cố tổng thống Ronald Reagan và sau đó là với những vị tổng thống Cộng Hòa khác. Đó thành ra là bởi như thế. Lên tiếng thì có lên tiếng, nhưng đừng đòi hỏi là chúng tôi phải lên tiếng chỉ trích ông Donald Trump. Tôi biết là do có những cái tế nhị chính trị ở trong đó, thành ra là họ lên tiếng nhưng họ không chỉ trích ông Donald Trump. Đó là cái điều mà chúng ta có cần phải lưu ý đến. Vậy thì thưa anh, có phải ông Trump ổng tự làm hại ổng hay không thưa anh Khanh? Ông Trump thì đương nhiên là tôi nghĩ rằng là nếu bảo ra ông Trump ổng tự làm hại ông thì là tôi không dám đi xa như vậy. Nhưng mà rõ ràng là những điều ông làm là những điều không có lợi gì cho ông cả. Thành ra rõ là đó là cái điều mà tôi để ý thấy. Tôi thấy là ông Trump trong suốt thời gian gần đây thì ông luôn luôn là ông cứ đưa ra những cái lời lẽ và ông đưa ra ông đi đến đâu là ông cũng đều nói rằng là ông là người thắng cử. Nhưng mà ông cũng đi đến đâu cũng là người ông nói là cuộc bầu cử đó là gian lận. Nhưng mà thưa với hai chị và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, nếu mà chúng ta xem lại cả 5 60 cái hồ sơ kiện ở từng cấp tiểu bang, cấp quận hạt lên đến cấp liên bang, lên đến tối cao pháp viện đều là họ không có chứng cứ. Cái câu trả lời là không có chứng cứ. Bây giờ hai chị có thể nói rằng là anh Khanh đến nhà tôi chơi là tôi mất 1 triệu, nhưng mà hai chị phải có cái chứng cứ ra đến tòa thì hoàn toàn không bảo ô
Ông Khanh bị hai người tố cáo như vậy là ông đã ăn cắp 1 triệu. Không có phải tòa không xử sự như vậy. Rồi ông Trump ông cũng biết điều đó. Thật ra là bây giờ ông biết là ở về mặt luật pháp là ông không thành công. Thì là bây giờ nó chỉ còn cách là ông đi, ông rỉ tai mọi người. Và ông rỉ tai mọi người, ông không phải là rỉ tai từng người một, mà ông đi đến đâu cũng nói rằng là tôi thất cử và lá phiếu của chúng ta không được công nhận. Thế là mọi người ủng hộ ông, mọi người được vỗ tay hoan hô. Tôi thấy đó là cái cách của ông Trump làm. Và tôi nghĩ rằng là cái điều đó sẽ tạo rất nhiều bất lợi cho ông Trump. Ông Trump hiện tại bây giờ đang hy vọng là sẽ thành công ở cuộc bầu cử 2024, là cái bước đầu tiên trong cái vòng sơ bộ, rồi sau đó là sẽ trở lại tòa Bạch Ốc. Đó là cái bước thứ nhì. Nhưng mà tôi phải thú thật với hai chị và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, tôi thấy cái điểm này là có lẽ ông không ăn khách lắm đâu cho ở vòng sơ bộ, chứ đừng nói chi là đến cuộc bầu cử ở mức toàn quốc. Đó là cái nhìn của tôi thưa với hai chị. Dạ vâng, cảm ơn anh Khanh. Như vậy thì cái chuyện này nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa, thưa với anh? Câu trả lời của tôi đó là tôi nghĩ là cái ở trong cái cuộc bầu cử sơ bộ là bây giờ là Đảng Cộng Hòa, ông dựa theo những gì ông Trump trình bày và những cái gì mà người ta nghe ngóng được trên báo chí, qua cơ quan truyền thông, qua những cuộc gặp gỡ với dân chúng, thì người ta biết rằng là người dân dân Cộng Hòa, Đảng Cộng Hòa đang đi tìm những người khác và đang đi tìm một khuôn mặt khác, một khuôn mặt đó không phải là khuôn mặt của Donald Trump. Tôi thấy rõ ràng là mọi người đều nói đến cái điểm đó. Một trong những người nói cái điều đó rất là rõ là không ai khác hơn là ông Phó Tổng thống Hoa Kỳ, cựu Phó Tổng thống ông Mike Pence, là người làm việc thân cận nhất với là ông Donald Trump. Ông Mike Pence ông đưa ra một cái lời tuyên bố, ông bảo rằng là khi người ta hỏi là thế ông bây giờ ông có ủng hộ ông Trump nữa không? Ông bảo rằng là ông nghĩ Đảng Cộng Hòa sẽ có những khuôn mặt mới và ông sẽ đi tìm một khuôn mặt nào đó thích hợp, phù hợp hơn với lại cái lập trường chính trị của ông để ông ủng hộ. Điều đó có nghĩa tức là ông không ủng hộ ông Donald Trump. Và rõ ràng cái điều đó là cái điều mà người dân, người Cộng Hòa đang nói đến. Xin phép được nhắc lại điều mà tôi đã thưa với giải chị Diệu Quyên chỉ một vài phút đồng hồ trước đây, là Đảng Cộng Hòa chúng tôi đang tìm cách để xây dựng trở lại, xây dựng đảng trở lại. Và khi mà chúng ta xây dựng lại đảng thì chúng ta phải bỏ quên đi cái quá khứ. Cái quá khứ đó là một cái quá khứ không vui, cái quá khứ là một cái quá khứ không hay, và cái quá khứ đó rất tiếc mang tên là Đam Ma Trâm, và chúng ta phải bỏ. Thưa với lại chị Kim Nhung. Dạ vâng, rất là cảm ơn anh. Và chúng ta sẽ hẹn gặp lại qua ngày mai, anh sẽ có một cái đề tài khác. Cảm ơn anh rất là nhiều và xin cảm ơn anh khán giả đã theo dõi phần tin tức của chúng tôi chiều nay. Xin kính chúc cho quý vị một buổi tối an lành và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo. Xin kính chào quý vị.